Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, có một câu nói rất quen thuộc và có lẽ là luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, đó là muốn biết một người tốt xấu như thế nào, hãy xem bạn bè của người đó là ai. Quả thực, mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó. Người bạn mà chúng ta kết giao càng thân thiết bao nhiêu thì thế giới quan của họ cũng phải càng tương đồng với chúng ta bấy nhiêu. Đặc biệt, có những kiểu người dù chưa cần tới quan hệ khăng khít mà chỉ cần tiếp xúc thông thường thôi cũng đủ ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Đó là những kiểu người nào? Mời các bạn hãy cùng Dòng chảy cuộc đời nhận diện họ qua video ngay sau đây. Thứ nhất là kiểu người thích chỉ trích người khác. Bạn bè thật sự là những người dám nói thẳng nói thật với bạn, phân tích tốt xấu thiệt hơn cho bạn. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, có một kiểu bạn na ná như thế. Đó là những kẻ chuyên thích chỉ trích và phản bác người khác, núp dưới danh nghĩa để bạn mình tốt hơn. Khi bạn làm việc chưa tốt, họ chỉ trích. Khi làm tốt rồi, vẫn cứ chỉ trích. Làm việc A, B hay C chẳng quan trọng, họ sẽ đều bới móc tìm ra điểm chưa hoàn thiện rồi dìm bạn xuống, nhân cơ hội để thăng họ lên. Hoặc nhiều khi họ không chịu được việc người khác hơn mình. Ở bên cạnh kiểu bạn này rất mệt mỏi vì chẳng biết làm thế nào cho họ hài lòng, còn bản thân thì ngày càng sống trong trạng thái cảm xúc tiêu cực. Có lẽ đối với những kiểu bạn này, bạn nên cho họ thành quá khứ đi là hơn. Kiểu người thứ hai là những kẻ lười biếng. Khi cảm thấy bế tắc, cuộc sống khó khăn, có những người sẽ nỗ lực để vượt qua đến cùng, nhưng có những người vẫn tâm lý được chăng hay chớ. Sống hôm nay, biết hôm nay, lúc nào họ cũng ỷ lại vào người khác. Rõ ràng bản thân nghèo không đáng sợ, tư duy nghèo không có ý chí làm giàu mới là điều đáng sợ. Bạn tuyệt đối không nên kết giao mà còn phải tránh càng xa càng tốt loại người này, bởi vì chơi với những kẻ lười biếng làm cho bạn có thói quen lười biếng theo. Lúc nào thấy khó là nản chí rồi buông bỏ, lúc nào cũng có những cảm giác tiêu cực, không chịu làm ăn, cứ há miệng chờ sung dụng thì chắc chắn cuộc sống chỉ có bế tắc hơn mà thôi. Khi chơi với những người này sẽ khiến bạn bị mài mòn ý chí, sự chăm chỉ của bạn cũng sẽ mất đi, thay vào đó là lười biếng giống như họ. Kiểu người thứ ba là những kẻ sống không có nguyên tắc. Với những người sống không có giới hạn cho bản thân mình thì rất khó để bạn đặt niềm tin, bởi vì bạn sẽ không kiểm soát được người đó sẽ vượt qua nguyên tắc đạo đức làm người vì những cái lợi trước mắt hay những mong muốn tầm thường của họ. Vậy nên hãy tránh xa những người này, kẻo bạn lại bị nhiễm tư tưởng sai lệch của họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đừng nghĩ rằng ai cũng phải có những sai lầm. Bởi những người sống không có nguyên tắc thì họ luôn đánh mất phương hướng đúng đắn ngay từ đầu. Kiểu người thứ tư là kiểu người thích điều khiển hoặc lợi dụng người khác. Chúng ta thường có ít nhất một người bạn như thế này. Họ đối xử với bạn như một người bạn bình thường, thậm chí còn chu đáo biết bạn thích gì và rộng rãi mua tặng cho bạn, nhưng sau đó luôn đi kèm với một yêu cầu nào đó. Với họ, không có bữa trưa nào là miễn phí, còn bạn vì đã há miệng mắc quay nên đành phải làm theo, rồi dần dần sẽ trở thành con rối cho họ giật dây lúc nào không hay. Thử nghĩ xem, họ đang có một người giúp việc với chút thù lao là bạn đấy, còn chần chừ gì nữa mà không cho họ ra khỏi cuộc sống để sống cuộc đời là chính mình đi. Kiểu người thứ năm, kiểu người vô ơn. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều người, tốt có, xấu cũng có, nhưng vốn dĩ lòng người khó đoán nên đôi khi sẽ rất khó phát hiện ra. Thế nhưng nếu bạn để ý quan sát kỹ hành vi và cử chỉ của một người, bạn sẽ dễ dàng nhận ra ai là kẻ chuyên ăn cháo đá bát. Những kẻ sống vô ơn, họ chỉ biết đến bản thân họ chứ không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Thậm chí những loại người này còn sẵn sàng hãm hại bạn để tư lợi cho bản thân mình. Bạn tuyệt đối đừng kết giao và chơi thân với loại người này, kẻo có ngày lại bị đâm sau lưng. Loại người thứ 6, loại người có tính đố kỵ, hơn thua từng tí. Đã coi nhau là bạn thì nên ủng hộ nhau, vui vì bạn mình thành công hay may mắn, không tính toán hay so đo với nhau. Còn kiểu người cứ thấy bạn hơn mình là tức, thấy bạn thành công là tỏ thái độ không vui, hậm hực, thì tốt nhất là bạn nên tránh xa. Kiểu bạn này chơi cùng sẽ kéo bạn đi xuống,
không chỉ ghen tị với thành công của bạn mà mẫu người này còn sẵn sàng dìm bạn xuống khi có cơ hội. Loại người thứ 7, không sòng phẳng. Đây là những thành phần bạn bè mà lúc nào cũng cho tôi vay, cho tôi mượn, đang cần gấp, bạn giúp tôi. Nhưng sau khi bạn giúp người ta xong thì người đó cũng quên luôn, chẳng nghĩ gì đến những gì bạn đã cho vay, cho mượn. Thậm chí khi bị nhắc nợ, không ít người còn tỏ vẻ cáu bẩn, hậm hực lại với chủ nợ chính là bạn. Vẫn biết bạn bè là không tính toán so đo với nhau, nhưng riêng về vấn đề tiền bạc thì phải rõ ràng, cho dù là bất cứ mối quan hệ nào. Khoa học đã chứng minh rằng những người có bạn bè thường sống lâu hơn những người không có bạn. Nhưng bạn bè không phải theo kiểu lúc có không cần, lúc cần không có. Vì vậy, việc lựa chọn được những kiểu bạn bè đáng có trong cuộc sống là điều quan trọng. Hãy cùng xem 6 kiểu bạn bè mà bạn nên có trong cuộc đời này là ai nhé. Thứ nhất, người bạn trung thành. Chẳng ai ngu ngốc đến mức muốn tìm cho mình một người bạn chuyên nói dối và sống giả tạo. Bởi thế, hãy giữ bên mình một người bạn trung thành, không bao giờ phản bội bạn và bảo vệ bạn lúc cần thiết, có mặt bên cạnh khi bạn gặp khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ nhận từ người ta. Mặt khác, bạn cũng phải đóng vai trò là một người bạn trung thành với họ. Chỉ có như vậy mới giúp cả hai trở thành những người bạn thân thiết mãi mãi. Thứ hai, người bạn quân sư. Đừng cảm thấy hài lòng với những người luôn hùa theo mọi điều bạn nói và coi đó là người bạn thật sự, vì điều đó chỉ khiến bạn trở nên tự mãn, sẽ có lúc mắc sai lầm mà không hay biết. Hãy tìm một người bạn quân sư, người biết nhiều thứ, dù đúng hay sai thì sẽ cho bạn những lời khuyên hai chiều tích cực nhất. Hơn nữa, bạn sẽ học hỏi được nhiều cách sống tốt đẹp từ một người bạn quân sư. Thứ ba, người luôn nói với bạn những sự thật khó nghe. Người ta thường nói sự thật mất lòng, điều này luôn đúng, cả về ý nghĩa bên ngoài và ý nghĩa đích thực bên trong. Có nghĩa là khi bạn được lắng nghe những sự thật mà bạn không ưng ý, bạn sẽ nổi giận hoặc chán ghét phải nghe, có lúc quay sang tức tối với người nói. Nhưng sự thật đôi khi không ai chịu chấp nhận nó cả, nhưng nó vẫn là sự thật. Nếu bạn càng cố né tránh hay phủ nhận thì sẽ khiến sự thật ấy càng trở nên tệ hại đối với bạn. Chính vì vậy, một người luôn nói với bạn những sự thật khó nghe chính là kiểu bạn nên có trong cuộc sống, bởi họ sẽ giúp bạn đối mặt với sự thật một cách dễ dàng hơn. Lâu dần thì sự thật dù tốt đẹp hay xấu xa, bạn cũng xem nó như chuyện bình thường, thoải mái mà chấp nhận. Thứ tư, người biết lắng nghe. Nói cho người khác nghe thì dễ dàng, nhưng để lắng nghe người khác nói thì chưa chắc. Bởi không phải người nào cũng đủ kiên nhẫn để trở thành một người bạn suốt ngày nghe bạn ngồi lải nhải những chuyện chẳng liên quan đến họ và có khi còn nổi cáu nếu bạn nói quá nhiều. Nhưng nếu có thể, hãy tìm cho mình một người bạn lắng nghe để làm bạn. Họ chính là đôi tai thứ hai của bạn. Thứ năm, người có tính cách trái ngược. Đừng vội cảm thấy vui mừng khi gặp được một người bạn có cùng sở thích và có tính cách giống với mình, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy thật khó xử. Chẳng hạn như khi hai người cùng thích một chiếc áo mà chỉ có một chiếc duy nhất thôi thì một trong hai người buộc phải từ bỏ. Hay khi tranh cãi về một vấn đề nào đó nhưng cả hai đều nóng tính thì sẽ dễ gây ra chiến tranh khó hòa giải hơn. Thậm chí nếu mẫu người lý tưởng của cả hai đều giống nhau thì rất có thể sẽ có một lúc nào đó vô tình yêu cùng phải một người. Thật khó khăn để giải quyết vấn đề này. Vậy nên bạn nên có một người bạn có tính cách trái ngược với bạn trong cuộc sống để mọi thứ được trở nên hài hòa hơn. Thứ sáu, người có ước mơ. Người có ước mơ sẽ giống như tấm gương soi được toàn diện con người của chính bạn. Bởi vì khi bạn có một cô hoặc anh bạn là người có ước mơ, bạn sẽ nhận thấy mình cũng cần có ước mơ riêng và phấn đấu vì nó. Dù là ước mơ đó giống hay khác với những người bạn kia, thì ít nhất bạn cũng sẽ tìm ra ước mơ của mình. Tìm kiếm được những người bạn như trên là điều không dễ dàng, và để giữ được họ bên cạnh mình càng là điều khó khăn hơn. Vì thế bạn cũng nên cố gắng trở thành một trong những kiểu bạn bè trên để có thể ở bên một ai đó thật sự đáng làm bạn của nhau. Những người bạn tốt sẽ luôn tạo nên những nguồn năng lượng tích cực vây quanh chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực này để làm cho cuộc sống của chúng ta luôn lạc quan và thành công, bạn nhé!
Đừng quên nhấn đăng ký kênh Dòng Chảy Cuộc Đời và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập được giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.